de este jardín. Về số lượng thì là số lượng xe nó ở đây là nhiều nhất trên thế giới đó cả nhà ơi. Mercedes, đâu có gì thế Mercedes xưa. Bah non mais c'est bien, tu vois la façon de penser. Làm ra cái cánh cửa gọi là cánh cửa sang dùng thôi. Đây này,
Ferrari. À bas de la bonne quai, la Caen, Mercedes, Peugeot, Porsche. Rất là nhiều loại xe cổ, nhưng đặc biệt cái khu này là chỉ dành cho những xe thể thao của thời xưa thôi. Đây, Ferrari Aston Martin. Đây là cái Bugatti, gọi là Bugatti Coupe Royal Napoleon. Nó là nó đặc biệt, nó rất là sang trọng, nó được vẽ bằng hồng hồng Bugatti. Người này là người đã sáng tạo ra và đã được vẽ ra cái này. Xe này dài hơn 6 mét luôn. Cái nhà ha, ở cái bên chúng ta có hai chiếc xe Bentley, ở đây một chiếc xe Rolls Royce. Những cái bảng mà nó có lấy chữ riêng đi ra phương trung ma thì có nghĩa là một chiếc xe này đặc biệt, cho nên mình khá chú ý hơn chút xíu. Je ne suis pas d'accord, comme je lui ai dit, je vais vous ramener. Le même du coup, c'est la règle, c'est pas ça. Je m'en envoie. Bugatti Royal, và những ai mà hâm mộ những cái Bugatti xe của Pháp với lại xe cổ. Thưa quý cả nhà, đây là chiếc xe Bugatti Royal là chiếc xe mắc nhất trên thế giới.
đón ở đây. Cái xe Bugatti Royale là cái xe gọi là star, là xe ngôi sao của cái bảo tàng này, cho nên là nó được kiểm soát và nó được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Trong bảo tàng này thì nó chỉ có hai chiếc Bugatti Royale, một chiếc ở bên này và một chiếc ở bên này. Xe limousine cổ của người Hồng Kông họ đã tặng lại. Bây giờ mình ngừng ở trong cái chỗ uống nước mà anh chịu chứ. Ok. Cái đây là mình sẽ rời khỏi bảo tàng. Trong đây là họ bán tất cả những quà lưu niệm. Có thể mua để mà tặng người thân hay là chẳng hạn mình có thích một chiếc xe nào mình có thể mua nhỏ lại. Cả nhà biết đây là chúng ta đã ghi lên những cái cảm giác mà mình đã nhận thấy sau khi mà mình đi xem bảo tàng. Anh Hoàng đã viết ở đây, còn Thế An đã viết ở đây. Anh viết tôi thấy thật tuyệt, còn An thì để là đi giống như rất là thú vị, được lần đầu đi đến chồng từ Việt Nam đến với lại em bé mới được có 2 tháng. Cả nhà ơi, bây giờ chúng ta đã xem xong hết cái bảo tàng ở đây. Mình vừa ở cái khu đồ lưu niệm mình trở ra, giờ cả nhà mình về. Hẹn cả nhà gặp lại. Chúng ta sẽ gặp lại.